Cầu ô thước cho dài ngân hà, chức nữ hồi ngộ ngu lang sau bao năm dài xa cách. Rồi, bây giờ tôi có một cái hình này rồi. Đây là hình gốc của người ta ha. Bây giờ mình muốn làm cái hiệu ứng giống như cái bài này. Đâu rồi? Cái bài này ha, hiệu ứng giống như cái bài này. Đó, thì mình sẽ làm như thế nào? Bí quyết thứ nhất là các bạn sử dụng màu. Các bạn không nên sáng tạo cái màu mới, mà các bạn nên lấy những cái màu nào có sẵn trong tấm hình. Nhớ ha. Mình làm lại cho nên nó phải đẹp hơn cái bài mẫu của người ta. Tôi sẽ lấy hai cái file này lên là bài mẫu. Bài mẫu này xấu quá, xấu chịu không nổi ha. Đợi tôi xíu. Xóa luôn. Lấy bài mới lên làm mẫu luôn. Đó. Là mày có ý đồ. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ làm một cái bài giống vậy. Rồi. Trong lúc làm nó mới quan trọng này các bạn. Tôi hết rồi người bạn tình ơi. Các bạn có thể đóng lại hết tất cả các cửa sổ, chỉ trừ một cửa sổ layer thôi để mình theo dõi ha. Cửa sổ layer này mình nằm trong cái window layer. Quản lý thiết kế trong Photoshop là quản lý theo layer ha. Thì khi mình nhìn một cái bài nào đó, ví dụ bài này, thì mình thấy nó sẽ có hai layer, một layer gốc và một layer màu đỏ ở trên nha. Cái phần bên đây thì nó nét, phần bên đây thì nó mờ. Đó, và cái phần màu đỏ này nó có vẻ là opacity, tức là độ trong suốt nó có. Nha. Không có ngáp này sang à. Không có ngáp. Rồi bây giờ bắt đầu mình làm ha. Thì bây giờ mình để nguyên cái file gốc này mình làm cũng được, hoặc là mình kỹ thì mình copy, mình Ctrl A, Ctrl C, Ctrl N, Ctrl V để mình tạo một file mới cũng được, chả sao. Nhưng mà trước một lát mình làm mình cũng save lại cái file mới à. Rồi mình để nguyên vậy đi. Rồi mình chỉ cần là new layer mới thôi các bạn. Bây giờ mà ai mà không biết new layer mới là tôi quýnh đòn ha. Đó. Ok. Tức là hoặc là mình bấm phím tắt là Ctrl Shift N. Đó. Hoặc là mình bấm vô cái dấu cộng ngay cái khung layer. Nha, ngay cửa sổ layer. Rồi, mình có một cái layer màu trắng trong suốt, không có thấy gì hết. Bây giờ mình chọn màu. Lấy công cụ chích màu ha. Lấy công cụ chích màu. Đây công cụ này, công cụ chích màu nè. Eyedropper tool. Rồi, mình chích ha. Tôi sẽ chích sẵn hai màu, một màu là màu đỏ, tôi chích đại lên đây. Ha, tôi có một màu đỏ. Tôi có một màu đỏ đỏ ha. Rồi, tôi chích thêm một màu ở dưới đây nữa. Đó. Tức là mình chích bình thường thì cái màu đó nó set lên cái màu phía trên của cái ô màu, của hai ô màu này. Bây giờ nếu mình chích màu mà mình kết hợp với phím Alt ha, thì nó sẽ lấy màu đó, nó đưa vô cái màu foreground. Các bạn hình dung không? Đó. Cùng một công cụ chích màu ha. Nhưng mà khi mình chích bình thường thì nó set vô cái phần màu ở trên. Khi mình kết hợp với phím Alt thì nó chọn vô cái màu phía dưới cho mình. Và tôi có hai màu này để tôi làm hai cái hình. Rồi. Cái hình lớn giữ nguyên kích thước thì tôi tô màu ở phía trên. Alt bấm delete. Đã ra được màu đỏ. Để có cái độ trong suốt thì mình vô cái opacity. Mình có thể là nhập cái số vô, hoặc là mình lít vô đây, mình kéo nó xuống đây. Vừa kéo vừa quan sát cái độ trong suốt của màu đỏ đó. Ok ha. Rồi. Bây giờ mình muốn là giống như cái bài mẫu như thế này. Bên đây là nó rõ. Bên đây nó mờ, nó lan ra. Nó lan ra. Ha. Thì mình có hai cách sử dụng brush ngay chỗ này. Thì chỗ đó người ta gọi là kỹ thuật là mask layer. Tức là giống như cái mặt nạ ha. Chỗ nào đục thủng chỗ đó sẽ thấy cái phần layer phía dưới. Hình dung không? Thì bây giờ cái màu này nó đang chưa có dùng mask layer, cho nên nó ảnh hưởng nguyên cái màu đỏ đè lên cái xe. Rồi bây giờ sử dụng mask layer sử dụng ở đâu? Mình chọn layer màu đỏ, mình lít vô đây nè các bạn, icon này nè. Icon này là icon add layer mask. Các bạn lít vô thì mặc định nó có một cái mask màu trắng, một cái khung màu trắng kèm với cái sợi dây lồi tối, dây xích của cái layer màu đỏ ha. Thì cái này người ta gọi là mask layer. Hình dung không?
Rồi, cái này là màu trắng, nghĩa là cái màu đỏ này được thấy trọn vẹn. Bây giờ mình muốn xóa bớt cái màu đỏ này đi thì mình sẽ dùng cái công cụ brush, mà brush này phải là brush màu đen. Nhớ ha, mặc định nó sẽ trở thành màu đen. Nếu các bạn không có thấy màu trắng màu đen, nghĩa là mình thấy mình sai sai cái gì đó. Khi lít vô cái mask layer, chắc chắn là hai ô màu này nó sẽ tự động reset về màu trắng và màu đen. Thì bây giờ cái màu đen này chắc chắn nó phải nằm ở trên. Để bắt đầu mình tô vô chỗ nào thì nó lộ nguyên hình cái phần đó ra. Ví dụ như vậy ha. Thì do cái brush mình nó nhỏ cho nên nó ra hiệu ứng như vậy, nó không có đẹp. Cho nên mình phải cho cái brush mình nó lớn lên, nó to lên ha. Thì bây giờ mình vẫn chọn cái mask màu trắng. Bây giờ mình kiểm tra lại cái brush này các bạn. Khi các bạn lít vô cái brush rồi, màu đen rồi, thì các bạn quan sát ở phía trên này nè. Ở đây là cái size này các bạn. Kích thước của brush này các bạn. Các bạn lít vô đây. Cái size nè, mình muốn tăng mình kéo lên đây. Rồi, cái này độ hardness là độ nét các bạn. Nếu mình cần nét 100%, tức là nó không có sự chuyển giữa cái màu này với màu kia, là mình cho 100%. Là cái hình này nè các bạn, cái phía bên đây. Cái này người ta gọi là nét nè các bạn. Hardness 100% là này nè. Đó. Còn ví dụ như hardness nó 0%. Đó, là nó ra cái dạng này. Ra dạng bên đây. Nó mờ mờ ảo ảo vậy nè. Ha. Đó, thì cái này là hardness 0%, tức là cái này người ta gọi là cái brush có cái độ mềm của nó mềm, còn cái này độ sắc nét. Brush cọ mềm, brush sắc nét nha. Rồi. Tiếp theo mình nghiên cứu tiếp cái brush. Rồi xong thì cái mod này các bạn cố gắng để ý coi nó phải là normal hay không. Thì các bạn để normal ha. Rồi cái opacity này chắc chắn mình phải để 100%. Rồi ok, chỉ quan tâm bao nhiêu thôi các bạn. Opacity, cái size và cái mod này phải là normal ha. Rồi. Bây giờ nè, mình tăng size lên. Mới nãy tôi nói là mình lít vô đây có cửa sổ để mình tăng size. Hoặc là mình bấm chuột phải bất cứ ở đâu trên vị trí này nè. Bấm chuột phải bất cứ ở đâu đều hiện cửa sổ này lên. Và mình có thể tăng size tùy thích. Đó. Tôi muốn tăng size lên cho nó to to để tôi làm một cái vòng bên đây. Ồ, lớn quá. Đó, ví dụ đây. Ha, tôi cho 600 đi. Tôi có thể nhập trực tiếp vô cũng được nè. Đó, 600. Và hardness này là tôi cho 100% để cho nó nét các bạn. Đó, 600 lớn quá, tôi cho 550. 500 đi. Đó, ngay đây. Thì bắt đầu tôi lít nhẹ cái, tôi canh cho nó ngay rồi tôi lít nhẹ cái. Các bạn hình dung không? Lít cái nè. Đó, nó mướt liền. Ha, nó rõ nét liền. Rồi, bây giờ tôi sẽ canh cái size cho nó nhỏ lại một xíu. Rồi, tôi cho hardness này 100%. Để làm chi? Để tôi làm lan chỗ này ra nè. Ha. Bắt đầu tôi làm nè. Đó, nó lan ra nè. Đó. Hình dung không? Nhìn nó khá là ảo diệu ha. Đó, chỗ nào nét nét, chỗ nào mờ mờ. Cái thì cái này cái brush này brush mờ với brush nét là nó như vậy. Và mình kết hợp để mình làm cái hình này nha. Và cái này người ta gọi là mask layer kết hợp với brush ha. Brush mờ tức là smooth, brush nét là hạt nét. Hình dung không? Đơn giản vậy thôi đó, bài này đơn giản vậy thôi. Và đây là mình xê lại được một hình ha. Rồi để xê hình thì cái này mình xê lại đi. Cái gì còn trên S, tôi đặt tên là bài số 3. Bài này là bài số 3 ha. Là file này là file gốc nè. Mình lưu ở đâu là mình biết file này là file gốc nè. Rồi, mình Ctrl Shift S để mình lưu cái file hình. Thì mình chọn là JPG. Đó, bài số 3. Ví dụ như bạn nào hôm nay đặt AB vậy đó. Rồi, thích thì đặt là 3A. Ví dụ như vậy. Rồi, ok. Kéo cái này lên 100% ha. Rồi, bây giờ bài kế tiếp là mình crop cái hình này cho nó ngắn lại tí xíu. Cái chiều này nó cao quá. Rồi mình sẽ chọn công cụ brush ha. Đây công cụ brush. Crop, nếu không có thì các bạn phải nhấn giữ chuột để nó hiển thị cái này lên. Nếu mà các bạn thấy như vậy nè là nó mình không thấy nó crop ha, thì mình phải nhấn giữ chuột, chọn lại crop tool.
Đó. Thì như thế này nè, mình mới chỉnh lại cái hình cho nó ngắn lại. Cho nó ngắn lại. Ok, xong ha. Bây giờ mình nêu một layer mới. Rồi, mình tô cái màu phía dưới này vô. Màu phía dưới là Control, Delete. Rồi, mình sử dụng trong suốt cho nó. Đó. Rồi, mình tạo mask mới. Rồi, mình dùng Brush. Brush này sử dụng Brush mềm. Ha. Size nhỏ lên xíu. Rồi, Brush mềm. Cái bài này chỉ cần sử dụng một cái Brush mềm thôi là ok. Bài thứ hai, GC lại. Cũng là JPEG luôn. Rồi, bài 3B, ví dụ như vậy. C. Rồi, ok ha. Rồi, sau khi mình xong hai bài kết quả với một file gốc là mình có 3 file, mình tiếp tục update lên đây. Update lên cái bài của mình đó. Ha. Bạn nào nộp rồi thì thôi, thì bây giờ mình cần update lên cái thư mục Google Drive này thôi là xong. Nhớ ha. Rồi, thư mục cá nhân của mình nè. Mình mới có lớp 1 thôi nè. Trong cái lớp 1 này mới có 3 bài bữa trước thôi nè. Bữa nay mình sẽ lôi thêm 3 bài này nữa. Ha. 3 bài số 3 này nữa. 1, 2, 3. Shift, chọn hết tất cả các file này. Lết chuột trái kéo thả lên đây. Đó. Rồi môi mốt mình làm bài số 4 mình kéo lên đây, làm bài số 5 mình kéo lên đây. Nha. Rồi ok. Hình dung không? Bài này là mask layer kết hợp với brush. Brush mình tìm hiểu được nó mịn với nó nét, nó mềm với nó nét. Nhớ ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye. Ổn không các bạn ơi? Tương tác cái coi.